Anh em, bây giờ mình sẽ ăn thử món kim chi các bạn ạ. Đó là kim chi mình mới muối á, cho nên mình sợ nó không có đủ độ chua. Mình sẽ cho thêm cái chanh. Tắt đi, quên. Nó có độ chua nha. Rồi lạc đời đấy, lạc đời đi đâu xa quá. Không có đi đâu xa. Ăn thôi mà anh em, không đi đâu căng. Thôi mình sẽ ăn thử nha. Kim chi các bạn. Rồi, mời các bạn ăn cơm. Rất là giòn các bạn. Giòn mà kiểu mình cho thêm miếng cắt lên thơm. Cái này bỏ vô khúc bỏ mạnh rồi. Mai sẽ ăn được các bạn. Đây mình ăn sỏi thì mình sẽ ăn trước các bạn. Rửa hơi cho tay. Thẩm á, chị ấy sẽ lấy làm như vụ. Chị ấy đá nữa kìa. Cô đá làm thấy cái đầu mới xong. Còn các bạn ngoan lắm. Kim chi ăn cùng mì tôm rất là ngon các bạn. Là món con trộn kim chi á. Trùng trùng vậy không? Ngon bát cái luôn. Bạn muối xong để ngày mai ăn nó chua. Nó ngon. Vừa nãy cho mình cho nó chua chua mình phải cho ít tắc vào cho nó chua. Biết cải thảo bên kia bán ký không? Không. Biết bên ăn không biết. Cái con cá chi biên cá loại gì đó ăn mà không biết con cá cái gì đó không ngon. Con mình có hấp con cá mà bự á, lần đầu tiên mình ăn hết à? Vậy nào qua mua nó cho ăn. Ở đây có bán được không? Có người gì? Ngon ghê hả? Đó gì? Ăn kèm á, kèm với cơm.
Hả? Đi con về đây thấy ở ngoài mình chứ còn nghiệp thấy nó nhốt chung chưa rồi. Nhốt là chung mà. Đến đi đóng đâu đâu. Đóng nhốt chung cho luôn. Ở ngoài thấy đủ đủ mình chứ còn nghiệp. Thôi dám chơi đến rồi, cậu cắn. Đến cậu thương đen lắm. Giờ cậu cũng thương bao nhiêu giờ cắt đen lắm. Ngông quần. Cắn đi là lủng tay. Con hai cắn người vả răng lưỡi răng. Con hai cắn người. Con hết người này cắn người khác. Ngon cực kỳ nữa các bạn, mình phải lấy thêm một chén cơm ăn nè. Mình thích có vị chua chua thì mình phải cho thêm miếng tắc của nó chua chua. Bây giờ chua không có kịp á, chưa chua kịp nha. Còn hương vị của nó rồi các bạn. Kim chi cải thảo. Xin chào tôi là Trung Hoa. Tôi đã làm được. Rồi giờ đây. Tôi sẽ cho con.